Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ông Putin phát hiện âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Quốc. Nga hoãn bầu cử tại nhiều khu vực của tỉnh Quốc. Giao tranh Quốc ác liệt, lính Nga rơi cầu phao trong cơn mưa pháo kích. Ukraine nhấn mạnh mục đích tấn công tỉnh Quốc là để chấm dứt cuộc chiến bằng đàm phán. Nga mở vụ án hình sự nhằm vào phóng viên CNN đưa tin ở tỉnh Quốc. Nga chỉ trích phát biểu của Tổng thống Séc về vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc. Ukraine gia hạn trừng phạt một số nhân vật truyền thông thân Nga. Hezbollah tiếp tục bắn phá các địa điểm quân sự của Israel. Theo Sputnik News, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 8 cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã được thông báo về âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Quốc và hứa sẽ cử các chuyên gia đến khu vực này Phát biểu tại cuộc họp bất thường với các lãnh đạo các tỉnh Kursk, Biansk và Belgorod, Tổng thống Putin cảnh báo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã được thông báo họ hứa sẽ đến và cử chuyên gia đến đánh giá. Tổng thống Nga cũng bày tỏ hy vọng IAEA sẽ cử chuyên gia đến đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân này. Theo AFP ngày 22 tháng 8, người phát ngôn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thông báo người đứng đầu cơ quan này là Rafael Grossi đang có kế hoạch tới thăm nhà máy điện hạt nhân quốc của Nga vào tuần tới. Phát ngôn viên này phát biểu, chúng tôi có thể xác nhận chuyến thăm đã được lên kế hoạch vào tuần tới, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trước đó, ngày 9 tháng 8, cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Nga và Ukraine thực hiện sự kiềm chế tối đa để tránh một vụ tai nạn hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng khi giao tranh đang tiến gần đến nhà máy này. Theo IAEA, nhà máy điện hạt nhân quốc có 6 tổ máy, trong đó 2 tổ đang đóng cửa, 2 tổ đang hoạt động đầy đủ và 2 tổ đang được xây dựng. IAEA thường xuyên cảnh báo nguy cơ từ cuộc chiến Nga-Ukraine đối với các nhà máy điện hạt nhân. Hôm 21 tháng 8, Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã quyết định hoãn cuộc bầu cử chính quyền hành pháp và cơ quan lập pháp ở 7 trên 33 đơn vị hành chính của tỉnh Quốc. Thời gian bỏ phiếu dự kiến trước đó là ngày 8 tháng 9. Quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của công dân Liên bang Nga dựa vào báo cáo của Ủy ban Chính phủ về các tình huống khẩn cấp và công văn của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quốc. Cuộc bầu cử người đứng đầu vùng Quốc sẽ được tổ chức như kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quốc Tatiana Malakova cho biết an ninh sẽ được tăng cường ở các khu vực gần biên giới. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử khu vực đã yêu cầu lực lượng hỗ trợ tăng cường từ Bộ Nội vụ. Các thành viên của Ủy ban sẽ được cung cấp áo chống đạn và mũ bảo hiểm. Ngày 22 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp gồm thành viên chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh ba tỉnh biên giới với Ukraine. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tham gia cuộc họp còn có Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, quan chức chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế xã hội tại ba tỉnh biên giới cũng như lãnh đạo vùng Belgorod, Bryansk và Kursk. Trước đó, lãnh đạo Nga không loại trừ khả năng sẽ xảy ra cuộc tấn công mới vào biên giới Nga. Blogger Mikhail Zvinchak cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk của Nga. Theo nguồn tin trên, tình hình vẫn diễn ra phức tạp ở huyện Gluskovsky của tỉnh Kursk. Quân đội Nga tiếp tục xây dựng cầu phao bất chấp pháo kích. Ngoài ra, thỉnh thoảng máy bay Ukraine cũng tấn công Tiotskino. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Koronevsky lân cận. Quân Nga tự tin giữ vững Korenovo, nhưng tình hình ở phía nam vẫn căng thẳng. Zvinchak cho hay quân Ukraine đã vượt qua được làng Snagots và di chuyển theo đoàn tới Vyshnevska, nơi đang bị các thiết bị bay không người lái và pháo binh tấn công. Theo ông, do địa hình và vị trí các cây cầu, rõ ràng các lực lượng vũ trang Ukraine VSU sẽ không thể tiếp cận Vyshnevska nếu không kiểm soát được Snagots. Tình hình ở các điểm dân cư Apanasovka, Vne và Biankhovo vẫn chưa rõ ràng. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở huyện Sudansky. VSU tại các điểm dân cư Boki và Spanoi phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công, nhưng việc giải phóng các khu định cư này vẫn chưa được xác nhận. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 8 tuyên bố, chiến dịch tấn công lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 30 tháng qua theo những điều kiện của phía Kiev. Phát biểu trong một sự kiện tại Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh chiến dịch tấn công hôm 6 tháng 8 của Ukraine nhằm vào tỉnh Quốc cũng như những biện pháp phòng thủ của Kiev tại miền đông Ukraine, nơi Nga đang tập trung đẩy mạnh các nỗ lực tấn công là một phần của con đường chấm dứt cuộc chiến theo những điều kiện của đất nước Ukraine độc lập. Trước đó, ngày 21 tháng 8, truyền thông sở tại dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số đơn vị của Ukraine đang rút khỏi tỉnh Quốc ở miền nam nước Nga. Cục phó Cục Chính trị Quân sự Chủ chốt thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Apti Alodinov nêu rõ kẻ địch đã bị chặn lại và chịu tổn thất nặng nề. Về cơ bản, một số đơn vị đang được rút lui, hòng điều chuyển đến các khu vực khác. Tuy nhiên, ông cũng cho hay cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu dân cư ở ngoại ô hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo các hãng tin Reuters và AFP, hãng thông tấn Interfax ngày 22 tháng 8 đưa tin, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã mở một vụ án hình sự chống lại nhà báo người Anh Nick Patton Walsh làm việc cho kênh truyền hình CNN. Nhà báo này bị cáo buộc vượt biên trái phép sang Nga để quay hình bên trong tỉnh Quốc. Theo Interfax, FSB cũng đã tiến hành các vụ án tương tự đối với hai nhà báo Ukraine. Interfax dẫn nguồn FSB cho biết Moscow sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ quốc tế liên quan đến các vụ án này. Mức án tối đa đối với bất kỳ ai bị kết tội vượt biên trái phép vào Nga là 5 năm tù. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại biện lâm thời Mỹ để phản đối mạnh mẽ các hoạt động các phóng viên Mỹ tại tỉnh Quốc và cáo buộc Mỹ tham gia trực tiếp vào xung đột Nga-Ukraine. Trong tuyên bố hôm 20 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các phóng viên Mỹ xâm nhập trái phép vào Quốc và tuyên truyền cho chính quyền Kiev. Moscow cũng đưa ra bằng chứng về sự hiện diện của lính đánh thuê Mỹ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố nêu rõ những hành động này mâu thuẫn với tuyên bố của Mỹ về việc không liên quan đến cuộc tấn công của Ukraine vào Nga Nga cáo buộc Mỹ đang trực tiếp tham gia vào xung đột theo ý đồ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng tất cả chuyên gia và lính đánh thuê nước ngoài vượt biên trái phép sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22 tháng 8 đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của Tổng thống Séc Peter Pavel bày tỏ ủng hộ Ukraine trong trường hợp Kiev thực sự là thủ phạm gây ra vụ nổ trên các tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Nord Stream từ Nga sang Đức. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Tổng thống Pavel tuyên bố khi một cuộc xung đột vũ trang nổ ra, nó không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự mà còn nhằm vào các mục tiêu mang tính chiến lược. Theo ông, tuyến đường ống dẫn khí đốt là mục tiêu chiến lược. Do đó, nếu Ukraine thực sự đứng sau vụ tấn công các tuyến đường ống Nord Stream và nhắm mục tiêu cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt và dầu mỏ cho châu Âu và tiền trở lại Nga, thì đó là mục tiêu hợp pháp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Séc thừa nhận ông không có thông tin chính xác về việc Ukraine thực sự là thủ phạm gây ra vụ tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 8 đã ký ban hành quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng NSDC nhằm gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân hợp tác với Nga. Quyết định của NSDC đã kéo dài những biện pháp hạn chế thêm 10 năm đối với các nhân vật truyền thông thân Nga như Igor Gutsva rời Ukraine từ năm 2018, Anatoly Sary, rời Ukraine từ năm 2012 và Denis Pushilin, nhà lãnh đạo hiện nay của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cùng các công ty liên quan và tài sản của những nhân vật này. Quyết định đặc biệt kêu gọi các nhà cung cấp internet chặn quyền truy cập vào các nguồn liên quan đến những cá nhân bị trừng phạt. Các trang web này bao gồm strana.ua và các tên miền phụ shariu.net, trang web của đảng chính trị Shary Political Party và các trang truyền thông xã hội liên quan. Động thái trên nhằm hạn chế ảnh hưởng của các cá nhân và tổ chức làm việc vì lợi ích của Nga trong không gian thông tin của Ukraine. Hồi tháng 3, Tổng thống Zelensky đã ban hành quyết định của NSDC áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cơ quan truyền thông Nga. Cơ quan an ninh Ukraine đã bắt giữ một cộng sự của ông Anatoly Sari đang tìm cách cản trở quá trình huy động cho lực lượng vũ trang. Quốc hội Ukraine đã cũng trình bày dự luật nhằm cấm các đảng thân Nga tham gia bầu cử phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban ngày 22 tháng 8 đã thực hiện những cuộc tấn công trả đũa mới nhằm vào một số vị trí quân sự chiến lược của Israel ở miền Bắc nước này nhằm ủng hộ người Palestine ở Gaza. Trong tuyên bố, Hezbollah xác nhận lực lượng này tấn công doanh trại Branit của Israel bằng đạn pháo hạng nặng và đã thực hiện thành công một đòn đánh trực diện. Các chiến binh của Hezbollah cũng đã tiến hành những vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào các vị trí binh lính Israel tại khu định cư Kiryat Smona và tập kích các thiết bị do thám tại một trong những căn cứ quân đội Israel. Trước đó cùng ngày, máy bay chiến đấu của không quân Israel đã tiến hành nhiều đợt không kích vào hơn 10 khu vực ở miền nam Liban nhắm mục tiêu vào các kho vũ khí và bị phóng tên lửa của Hezbollah. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.